máy bơm nước Techco khuôn vỏ mẫu Đài Loan. Thì loại này là 5,5 kW, 7,5 ngựa, 7,5 HP. Thì quý khách có thể lựa chọn ống hút, ống xả này là đường kính là 114 hoặc là 90 hoặc là 76 nhé, tùy theo cái lưu lượng hay là cái cột áp mà mình cần dùng. Những cái này là đồng thau mới hoàn toàn, bên trong dây đồng mới tinh thôi. Thì những cái ưu điểm của sản phẩm này là giá nó rất là phải chăng, nhưng mà giá nó rất là rẻ, nhưng mà chất lượng này rất là bền. Khi mà dùng với nước sạch ấy, thì tuổi thọ của nó có thể lên đến 5 cho tới 9 năm. Này cũng vậy, như cái này thì là 7,5 kW, 10 HP. Quý vị cần thêm thông tin thì xin liên hệ số điện thoại là 0901460163. Đây những cái chữ này là chữ của khung vỏ của chữ của Đài Loan đây. Tiếng Trung phồn thể.